đẩy mạnh thực hiện nội dung mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mà trọng tâm là tiếp tục ổn định và giữ vững an ninh trật tự, an toàn trường học, tiếp tục nâng cao uy tín của nhà trường. 5. Tiếp tục phát huy tác dụng mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương và các trường đại học, cao đẳng, mở rộng quan hệ nước ngoài, đẩy mạnh sự hợp tác giữa các bộ phận trong nhà trường để nâng cao chất lượng quản lý học sinh. 6. Tiếp tục phát huy hoạt động giáo dục truyền thống của nhà trường, hoạt động phong trào, văn thể Mỹ, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, học tập, trải nghiệm. Trên đây là những nội dung thi đua trong năm học 2019-2020. Thay mặt ban thi đua trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Ngô Thời Diệm, tôi kêu gọi quý thầy cô giáo, các đoàn thể, các em học sinh trong trường chúng ta cùng nhau đoàn kết, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua, lao động sáng tạo để đạt được nhiều thành tích cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc quý thầy cô giáo và các em học sinh năm học mới đạt nhiều thành tích và thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cô. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo.